Người ta thường nói ngon bổ thì không có rẻ. Mình cũng từng tin như thế cho đến khi được trải nghiệm du thuyền V Dream. Chỉ với 850.000 chiếc khách trọn gói từ A đến Á, bạn đã có thể tham quan Vịnh Hạ Long trên chiếc du thuyền sang chảnh này cùng buffet trưa ăn ngập mồm. Nói chung ngon bổ rẻ tới đâu nữa, xem hết review này sẽ rõ nhé. V Dream có sảnh check-in to đùng ở cảng săn trung tâm bãi cháy, rất tiện di chuyển. Lên tàu nắng nóng được nhân viên dí ngay cho cốc nước welcome mát lạnh thế này, thích mê luôn. À, nội thất du thuyền được thiết kế theo phong cách Đông Dương cách điệu, mang hơi hướng hiện đại, nhìn rất sang. V Dream có hai nhà hàng ở tầng 1 và tầng 2, mỗi nhà hàng đều có quầy bar riêng. Phía đuôi tàu còn có cả một bể sục jacuzzi view toàn cảnh Vịnh Hạ Long. Hè có trẻ con đi cùng chắc thích tắm ở đây hơn tắm biển mất. Hoạt động đầu tiên khi lên tàu là ăn trưa nhé. Menu buffet nên rất đa dạng. Vừa ăn vừa ngắm kỳ quan thế giới, thích gì đâu á. À, khu biển này mình order thêm chứ trong menu không có đâu. Bể hải sản tươi sống ở ngay tầng 1 cho du khách thoải mái lựa chọn. Giá niêm yết theo ngày không lo chặt chém. 14 giờ mình theo hướng dẫn viên tham quan hang sực sốt. Cả nhà đừng nghĩ mùa lạnh không có ai đi vịnh nhé. Mùa này còn đông khách hơn cả mùa hè ấy. Phải xếp hàng đây này. Cơ mà vào trong rồi cũng là chỉ biết sừng sốt mà thôi. Phải nói là quá man nhãn. Lịch trình tiếp theo là tham quan đảo Ti Tốp. Ở đây du khách có thể tắm biển hoặc leo lên đỉnh núi ngắm trọn vẹn Vịnh Hạ Long. Cơ mà địa điểm mình thích nhất chính là hang Luồn. Bạn có thể tự trèo kayak hoặc đi đò lan như mình xuyên qua lòng núi này. Bên trong những bước vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bình yên đến lạ thường. À, trong này thỉnh thoảng gặp được tụi khỉ vui vui xuống xin chuối khách cũng rất ngộ nhé. 17 giờ du khách quay lại tàu để về bờ. Đây cũng là lúc hoàng hôn buông xuống trên vịnh. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng, không biết từ nào diễn tả hết được ấy. Lúc này trên chân deck cũng có tiệc trà chiều ngắm hoàng hôn. Cơ mà mình lại thích ngồi ăn với nhà hàng hơn để còn nghe nhạc sống cây nhà lá vườn này nữa. Nhau bài hát tất tưởng đang hát về mình. Nói chung cái giá 850.000 chọn gói tour 6 tiếng thăm Vịnh Hạ Long của du thuyền V Dream không những ngon, bổ mà còn quá rẻ nữa ấy. Cần tư vấn chi tiết hay hỗ trợ đặt dịch vụ, cả nhà liên hệ em Hùng nha.